Việt Nam Cộng hòa là mất đảo Hoàng Sa. Ai cũng biết, bây giờ thì tất cả thế giới đều biết tại sao mà Hoàng Sa mất. Ông Hải quân Trung tá Lê Văn Thợ là hạm trưởng của Hải quân 16. Ông cho biết rằng cái tàu của ông bị đạn bắn vào, may mà nó không nổ. Chứ nó nổ thì giờ này là chúng ta vẫn còn mù tịt về cái chuyện Hoàng Sa. Thì trong cái tàu đó, cái vỏ đạn, cái lỗ đạn á, người ta đo được là tàu Trung Quốc không có cái đạn to như vậy. Và cái đạn đó là đạn của Hải quân 4 hoặc Hải quân 5. Thì trong cái tài liệu chúng tôi đã đăng đầy đủ hết ở trong KBG Hải ngoại, chúng tôi sẽ đọc lại sau khi mà cái chương trình hội luận ngày hôm nay, ngày mai chúng tôi sẽ đọc để đưa lên YouTube. Chúng tôi đã đọc cách đây 2 năm rồi, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái YouTube nó cũ, chúng tôi làm lại cái YouTube mới với thêm nhiều chi tiết mà ông Trung tá Lê Văn Thự cho vào trong đó. Chúng tôi đã hỏi ông đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, ông Thoại không nói. Ông Hồ Văn Kỳ Thoại là con của nhà thơ rất là nổi tiếng ở miền Nam, đó là Hồ Biểu và ông ấy ra làm chủ tịch tập thể có mấy tháng thôi, chưa đầy 1 năm thì ông bị truất phế, bởi vì ông ấy muốn đi theo một cái con đường thực tế chứ không phải đi theo một con đường cứ cầm cờ hoan hô và đà đảo. Ông không muốn gọi là tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, ông bảo rằng tập thể cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Đấy. Thì các bác thấy rằng là cái chuyện nó rõ ràng như vậy. Ông Vũ Hữu San, hạm trưởng của Hải quân 4 đang ở dưới San Diego. Năm nào cứ tới ngày 19 tháng Giêng là làm lễ. Mà trong khi hai người chết là ông Ngụy Văn Thà và ông Nguyễn Thành Chí. Quý vị có giúp đỡ cho không? Anh Nguyễn Thế Phượng ở dưới San Diego, anh có nói rằng tôi đề nghị ai nhắc tên ông Ngụy Văn Thà làm ơn bỏ 10 đô la vào trong một cái hộp để lấy tiền gửi về cho bà Ngụy Văn Thà sang Nguyễn Thành Chí. Quý vị có làm không? Rồi cái nhà của bà Ngụy Văn Thà đấy, cái khu vực chung cư đó đó, nó cũ quá rồi, người ta phải phá đi, người ta xây lại. Thì xuyên tạc nói rằng là Việt Việt Cộng đuổi nhà. Nó đâu đuổi đâu. Và khi người ta xây xong rồi, người ta vẫn bà vẫn trở về bà ở. Nhưng mà bà không có đủ cái tiền để mà mua cái lại cái căn hộ của bà, tại vì cái tiền đó tiền xây cất mà. Thì ông Đức Huy, tức là ông mà cái viết cái cuốn sách Người Thắng Cuộc đó, thì ông vận động một số người và góp được cái số tiền để giúp cho bà Ngụy Văn Thà. Các ông Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ở đây có làm gì không, ngoại trừ bây giờ các ông đang làm cái xe hoa này sắp sửa này để Tết này đi diễn hành như này. Năm nào cũng làm, rồi năm nào cũng cái là kêu gọi cái là tinh thần Ngụy Văn Thà bất diệt, năm nào cũng đòi mang cái tàu đi xuống dưới cái đi về Việt Nam giải phóng. Thế mà quý vị, cái chuyện thực tế được á, giúp cho một tháng 100 đô, 200 đô đi. Còn không làm được mà đòi làm cái chuyện lớn. Bày đặt nói chuyện, toàn nói chuyện nói láo. Thua thì nói thua đó, tại sao lại cái ấy? Ngay ở bây giờ các bác thấy 30 tháng 4 xong rồi qua đây nhất định không thua. Trận đánh cuối cùng Xuân Lộc, vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế hỏi thế bữa hôm ở nhà một người bạn, thằng con nó hỏi bố ơi, bố con hỏi cái này bố đừng có giận nhau ấy. Hỏi cái gì? Tại sao quân lực mình hùng, oai hùng như vậy mà kêu mà sao lại mình phải bỏ chạy qua bên này? Tin sư mày 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 chọc chọc quê tao hả? Ấy, con nó con hỏi mà bố không trả lời, bạn bố chửi con. Tin sư con là tin sư của bố chứ là con gái. Là những cái chuyện rất là vui thưa quý cái là. Thì cái Bắc Phương mình sẽ không thấy lạ gì hết, nhưng mà có cái lạ như này. Tại sao mình tổ chức lại phải dùng đền trên hướng đạo? Đền trên hướng đạo không có ghế. Mà họp thì là cái đứng khoảng chừng là 30 người là hết chỗ đứng này.
Thì có lẽ rằng thứ nhất là ông Phan Kỳ Nhân nghĩ rằng ấy, mình cũng chỉ có chừng đó người. Ở bên Việt Học á, bên viện Việt Học thì có thể đứng được 100 người hoặc là nhét như cá hộp thì cũng được hơn trăm. Lý do là tại vì đó ở bên cái đền Trần Hưng Đạo có một người giữ đền. Tiền Thanh, Tiền Thanh, ai mà đi bước ra cửa mà không bỏ tiền vào, bà ngồi bà nhắc, bà đã bảo vợ của ông Phạm Ngọc Hồi, bà gọi là giữ đền đấy, giống như người ta gõ thả đồng đồng trinh, thì ra đó là họ làm ở chỗ Đức Trần Hưng Đạo. Lý do rằng là tại vì sắp sửa có lẽ là không còn tiền và con của ông Ban thì nó đòi lại 5.122 đô la một tháng này, xin lỗi các ông còn chưa có tiền mà đủ tiền để trả cái housing cho các ông, làm sao mà có thể hy sinh tới cái mức đó. Thì nhưng mà đó mấy chục năm nay không có làm lễ gì tưởng niệm gì mộ thân, mà tại sao bây giờ năm nay lại phải làm? Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là trong cái buổi gây quỹ tuần trước diễn hành Tết, bây giờ đó nhà thành phố nó đòi lên đến 100 ngàn tiền lễ phí, tiền chi phí của thành phố. Thì các ông nói rằng có một ông phát biểu tôi không nhớ đó, chúng ta cần phải duy trì cái hội lễ diễn hành truyền thống, bởi vì đây là cái buổi lễ diễn hành chúng ta có cơ hội được dương rất nhiều cờ vàng ba sọc đỏ nên để ngăn chặn sự xâm nhập của cộng sản. Cộng sản họ đâu có cần xâm nhập đâu, tại sao mà cái nhà dương cái cờ vàng ba chọc đỏ lên trong ngày lễ thì làm sao, trong ngày Tết thì làm sao, cộng sản nó sụp đổ à? Tôi nói rằng bây giờ thiên hạ bắt đầu bị điên hơi nhiều. Mà bác sĩ Võ Đình Hữu á, lần trước bác Cường nhắc á, hôm thứ Bảy vừa rồi, ông Võ Đình Hữu là một người chữa bệnh cho các trẻ em mà gọi là chậm phát triển. Đấy, mình nói cái danh từ nó nặng hơn, đó là nghe là bị cái bệnh mà gọi là Down syndrome. Down syndrome. Các khuyết tật, những cái trẻ em khuyết tật đó, nó đó, con trai con gái không còn biết, thế nó có cái khuôn mặt giống y hệt nhau. Và ông Hiếu kể chuyện lúc mà chúng tôi còn sinh hoạt nghe, ông bảo khám những cái đó rất là khó khám, tại vì nó đâu biết nói nó bị bệnh gì đâu, mà nhiều khi nó nói mình tin mà trong đó không được, thành ra phải khám bằng kinh nghiệm. Ví dụ mình bóp mình sờ cái bụng hay cái chỗ nào mà mình sờ thấy nó nhăn mặt hay nó la lên á, là mình biết à nó bị đau cái chỗ đó hay cái gì, chứ để rồi mình chẩn bệnh. Chứ còn ngoài ra không thể nói được. Ví dụ mình bình thường là hay bị nhức đầu hay là bị ăn bị ói này kia này, không, rất là khó. Nhưng mà bây giờ nó sẽ chính ông Võ Đình Hiếu, tôi thấy ông cũng lại bị tâm thần, hay là nhiều khi ông bị ảnh hưởng, ông khám người ta nhiều quá, tuyên bố lăng nhăng xí xọa lên là bây giờ là cái Đảng Cộng sản này sắp sửa sẽ phải sụp. Và bây giờ hình như ai cũng nói là năm 2000, khẳng định năm 2018 này sẽ sụp. Thì hôm trước nó nói 2017. Thì bây giờ nó qua rồi bác. Bây giờ thì qua rồi thì mình phải nói 2018. Cho nó ân hạn một năm. Gia hạn, gia hạn. Gia hạn, gia hạn. Gia hạn. Ân huệ mà. Thì ông Trần Dần đây này, ông tiên tri cha Dần Dần ấy, ông cũng vậy, ông nói là cái là từ năm 2014 là các bạn, rồi 2012 ông đã là cố vấn cho ông Obama này kia đủ thế. Rồi bây giờ ông cố vấn làm sao rồi không biết, là ông bảo rằng cái đó là do trời định, còn cái là ông Trần Dần này làm. Tôi chưa kể những chuyện ông Trần Dần nhé, cái chuyện là chuyện cá nhân của ông. Ông đi lừa đảo người ta như thế nào? Ông tới một cái chủ thương thương hiệu ở trên Lốt, ông bảo sao cái
tiệm của tôi đó bên cạnh cái tiệm 99 store. Mà cái tiệm bên kia người ta tới đây người ta đậu xe là để đi qua bên 99 mà không đi vào tôi. Dần dần ông bảo vẽ bùa. Ông bảo phải vẽ bùa. Thì ông này hết bao nhiêu? 8,000. Ok, đưa thêm không? Bảo lâu quá không thấy ông lên. Ông bảo à, thì phải đặt, thì phải vẽ bùa, phải khấn về ấy này kia. Mà thôi tôi đưa anh thêm 2,000 nữa, chẳng 10,000. Thế là vừa nói xong cái là từ San Diego dần dần chạy lên Los Angeles. Lấy thêm 2,000 dán bùa lên. Dán là mấy tháng sau. Này ông dán bùa sao mà cái tiệm bên kia nó lại càng ngày càng đông mà tôi lại càng ngày càng ít khách. Đấy ông dần dần ông lên ông chụp hình ông bảo đây này. Mấy đứa nhỏ nó xé hết bùa rồi. Tôi thì tôi nghĩ rằng chắc ông dán lộn bùa. Ông bảo nó thì bây giờ phải vẽ bùa khác. Thêm 5,000 nữa phải dán lên. Giá lên thêm 5,000 nữa sao cái thì ông này cái tiệm ông bằng rấp xì. Tức là ế khách quá không có khách không có đủ tiền trả. Đấy là cái chuyện ông Trần Dần. Xin lỗi Trần Dần nha. Tôi phải nói ra thôi. Ngưng đi. Ông đã từng chế cái bột ba con voi đấy ba con voi đó ông chế ông biết đó, trong đó có một con voi sống mà hai con voi chết rồi. Bột ba con voi của ông đấy. Thế là bây giờ đó thì đánh lừa người ta. Ông đã từng có tiền trong tay. Ông thù cộng sản vì tư sản mại bản. Bởi ông là người Hoa mà. Thế rồi đi qua đây ông sống bằng cái nghề đàng hoàng không sống. Ông cũng sống được nghề đàng hoàng thiệt. Nhưng mà sau khi mà thất bại vụ ba con voi mới lại mấy cái bột mà cả nấu ăn này kia vậy đó. Trong khi quốc Việt đó, họ thành công. Quốc Việt rất thành công. Và quý vị biết là ai chủ quốc Việt không? Việt Nam đấy. Những cái người mà đại diện quốc Việt ở đây mà đi bán nó toàn là những người chống cộng không ạ? Những người công giáo luôn á. Tôi không muốn nói tên ra thôi. Mà bây giờ thành công. Đi vào trong Costco luôn bác. Đấy. Cái sản phẩm của quốc Việt đi vào trong Costco mà đi vào thị trường Mỹ là sống. Đấy. Bác Phương nói lúc nãy mới lại nói cái chuyện mà buôn bán ở đây thế này. Bác đi vào một chợ Việt Nam bây giờ ít nhất là 10 loại cà phê. 10 loại cà phê. Lẽ dĩ nhiên cà phê Trung Nguyên là bây giờ được chiêu cố nhiều nhất. Lý do tại vì cà phê Trung Nguyên ngon nhưng mà giá lại rất là bình dân. Các cái cà phê kia đó uống tôi như tôi xin lỗi không nói tên ra nhưng mà mua về uống không có mùi cà phê. Phải công nhận là Trung Nguyên uống rất hợp khẩu vị. Và chính bây giờ người Mỹ họ cũng mê Trung Nguyên đó vậy. Tại vì nó không quá mạnh như cà phê Pháp hoặc cà phê Ba Tây. Nhưng mà nó lại không quá nhạt như cà phê Mỹ. Cà phê Mỹ nó uống là xin lỗi như là uống nước vối đó được quý khán giả. Thì đây nói về chuyện Việt Nam nhiều quá bây giờ mình